nay là được tập trung đầu tiên, mình cảm giác rất là vui, rất là phấn khích. Ai cũng vậy thôi, được tập trung đầu tiên là ai cũng được, ai cũng đó là điều khát khao của một cầu thủ. Nên là khi được lên triệu tập thì ai cũng rất là vui. Trước hết thì em cố gắng chữa trị tốc chấn thương để theo đội tập luyện. Một tuần vừa qua thì em được bác sĩ cho điều trị tại PPF. Em bị cái đùi sau nhưng mà giờ nó giờ mới trong quá trình tập nhẹ, chưa tập nặng. Em cũng nghĩ là mình phải cố gắng học hỏi để mình theo dõi theo nhịp với các cầu thủ ở đây, tại vì mình thấy ở đây anh em rất là giỏi, rất là hay.